Người Trung Quốc cúi mặt xấu hổ, tự nhận thua xa Việt Nam khi chứng kiến cảnh quân dân Việt Nam cùng chống lũ. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Junker. Các bạn thân mến, sạt lở và ngập lụt đang bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc trong nỗi đau thương khôn tả khi miền Bắc nước ta vừa phải hứng chịu cơn bão ra ghi lịch sử. Cảnh tượng tang thương này như một bức tranh đẫm nước mắt khiến trái tim mỗi chúng ta quặn thắt. Nhưng giữa sự tối tăm của thiên tai, ánh sáng của lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết lại tỏa sáng rực rỡ. Những đoàn lương thực cứu trợ từ Trung và Nam đang không ngừng được chuyển đến miền Bắc, nối đuôi nhau trong một hành trình tràn đầy tình yêu thương và sẻ chia. Đây không chỉ là một hành động hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Trong những khoảnh khắc khốn khó, chính sự đùm bọc và tương trợ lẫn nhau đã làm nên sức mạnh kỳ diệu, khiến chúng ta trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Đó là minh chứng cho sự trường tồn hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc ta. Hình ảnh những con người Việt Nam đoàn kết cùng nhau chiến đấu với cơn lũ dữ không chỉ là nguồn cảm hứng lớn lao trong nước mà còn lan tỏa ra ngoài biên giới đến tận Trung Quốc. Sự chân thành và lòng nhân ái của chúng ta đã chạm đến trái tim của nhiều người dân Trung Quốc, đánh bật luôn sự cao ngạo vốn có của người anh em láng giềng. Và đứng trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên, quân và dân Việt Nam đã thể hiện một tinh thần không thể nào bị phá vỡ. Những hình ảnh quân đội đầm mình trong nước lũ, lội ngược dòng cứu hộ hoặc người dân xếp hàng dài, sẵn sàng hiến tặng thực phẩm, nước uống và đồ dùng thiết yếu. Tất cả đều là minh chứng rõ nét cho lòng dũng cảm và nhân ái không bờ bến. Trong những giờ phút khốn cùng nhất, chính sự đoàn kết và nỗ lực không mệt mỏi của họ đã tạo nên một sức mạnh kỳ diệu, tiếp thêm hy vọng và nghị lực cho những người đang bị ảnh hưởng. Không những thế, các đơn vị công an đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ hỗ trợ người dân tại các địa bàn nguy hiểm, lập hàng trăm chốt đặt các biển cảnh cáo người và phương tiện không đi qua khu vực ngập lụt nguy hiểm, huy động lực lượng phương tiện kịp thời hỗ trợ đưa người dân từ vùng lũ đến nơi an toàn, hỗ trợ bà con nhân dân di rời tài sản, gia súc trên địa bàn khỏi vùng ngập úng, tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, kịp thời dọn cây gãy đổ, hướng dẫn điều tiết, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 24/24 giờ tại các tuyến đường bộ, đường thủy, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, xung yếu có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, khu vực ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu và nước chảy xiết, bị cô lập bởi ngập lụt do cơn bão. Những chiến sĩ quân đội với tinh thần kiên cường và trách nhiệm cao cả, không ngần ngại lao mình vào những khu vực nguy hiểm nhất để cứu trợ và bảo vệ dân lành. Họ mang theo niềm tin và quyết tâm, không quản ngại mưa bão, sóng gió để giúp đỡ những người đang trong tình cảnh khốn khó. Những nụ cười động viên, những cái ôm an ủi và những hành động cứu trợ của họ đã trở thành nguồn động viên to lớn cho những nạn nhân. Mặt khác, người dân dù có đang ở địa vị cao như thế nào, đã tự nguyện gạt bỏ mọi lo toan cá nhân để chung tay chống lại cơn lũ. Họ tình nguyện tham gia các đội cứu hộ, cung cấp thực phẩm và nước uống và hỗ trợ trong việc khắc phục hậu quả. Các nhóm tình nguyện đã làm việc không ngừng nghỉ, từ việc di chuyển những người bị mắc kẹt đến việc phân phát đồ cứu trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng. Sự hy sinh và lòng nhân ái của họ không chỉ làm vơi bớt nỗi đau mà còn trở thành hình mẫu của tinh thần cộng đồng cao cả. Sau khi những hình ảnh đẹp của con người Việt Nam đầy tinh thần đồng lòng và lòng nhân ái được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ đã tràn ngập khắp nơi. Từ những bài viết, video cảm động về nhân dân Việt Nam xả thân chống lũ đến những câu chuyện xúc động về sự sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau, tất cả đã khiến nhiều người Trung Quốc không khỏi xúc động và cảm phục. Những hình ảnh ấy đã làm lay động trái tim của nhiều netizen Trung Quốc, khiến họ ngậm ngùi công nhận rằng Việt Nam thực sự là một đất nước tuyệt vời. Họ nhận thấy không chỉ sự đoàn kết vững bầu trong những lúc khốn khó, mà còn là phẩm hạnh và lòng nhân ái sâu sắc của người Việt Nam. Sự kiên cường, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái của quân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lũ đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, là minh chứng sống động cho lòng nhân ái và sức mạnh của cộng đồng. Những hình ảnh về sự phối hợp giữa quân đội và người dân Việt Nam khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ sâu sắc. Tinh thần đồng lòng và quyết tâm của họ là bài học quý giá mà chúng ta cần học hỏi. Tôi hy vọng rằng tinh thần đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau của người dân Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy trong tương lai. Trong những lúc tối tăm, đó là một ánh sáng hy vọng để tất cả chúng ta cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cảm thấy có nhiều điều để học hỏi từ tinh thần cộng đồng và sự sẻ chia của người dân Việt Nam. Đó là một bài học quý giá về cách ứng phó với thiên tai và sự đoàn kết cần thiết trong xã hội. Tôi cảm thấy vô cùng tôn vinh lòng dũng cảm của những người đã sẵn sàng đặt tính mạng của mình vào rủi ro để cứu giúp người khác. Điều đó không chỉ thể hiện tinh thần dũng cảm mà còn là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái. Các bạn thấy đấy, đa số các bình luận từ Trung Quốc không ngừng ca ngợi tinh thần đồng bào Việt Nam. Coi đó là một hình mẫu về sự đoàn kết và lòng nhân ái trong thời điểm thử thách. Nhiều người đã không ngần ngại thừa nhận rằng, chứng kiến sự nỗ lực và hy sinh của người Việt Nam, họ cảm thấy tự hào và khâm phục.
đồng thời cảm thấy rằng Việt Nam xứng đáng được vinh danh không chỉ vì sự kiên cường trong việc chống lại thiên tai, mà còn vì những giá trị nhân văn cao đẹp mà người dân nơi đây thể hiện. Quả thực, Việt Nam hiện chỉ là một quốc gia đang phát triển, nhưng điều khiến đất nước ta nổi bật không chỉ là những thành tựu kinh tế mà còn là sự đoàn kết và lòng nhân ái của người dân. Trong bối cảnh khó khăn, khi đối mặt với thiên tai và thách thức, lòng đoàn kết của con dân Việt Nam thực sự là một minh chứng đáng quý. Những hành động này không chỉ là phản ánh của lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết, mà còn là sự thể hiện của một phẩm hạnh cao quý, thể hiện rõ nét trong từng cử chỉ, từng hành động. Chính nhờ sự đồng lòng và quyết tâm của quân dân, miền Bắc có thể nhận thấy tia sáng trong những lúc tối tăm nhất. Những hình ảnh và câu chuyện về sự phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc chiến chống lũ sẽ mãi mãi là biểu tượng của tinh thần cộng đồng mạnh mẽ, là nguồn cảm hứng và là bài học về sự kiên cường, lòng nhân ái và tình yêu thương trong những lúc khốn khó nhất. Sự đoàn kết của người Việt Nam không chỉ đơn thuần là sự hợp tác trong công việc hàng ngày, mà còn thể hiện rõ nét trong những lúc khẩn cấp và thử thách. Những hình ảnh về quân dân cùng nhau chống lũ, những hành động sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong bão lũ không đơn thuần là sự cứu trợ về mặt vật chất, mà còn là sự thể hiện tinh thần cộng đồng mạnh mẽ. Trong những khoảnh khắc đó, tinh thần tương thân tương ái, cứu người của Việt Nam tỏa sáng rực rỡ, tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc và ý nghĩa. Dù là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đã chứng minh rằng sự đoàn kết và lòng nhân ái có thể làm nên điều kỳ diệu. Tinh thần đoàn kết này hiếm thấy khi ở bất kỳ quốc gia nào, và đó là một trong những điểm mạnh lớn nhất của dân tộc này. Trong những giờ phút khốn khó nhất, chính sự gắn bó chặt chẽ, sự chia sẻ từ trái tim và sự hỗ trợ lẫn nhau đã tạo nên sức mạnh vững bầu, giúp người dân vượt qua thử thách và khôi phục cuộc sống. Việt Nam dù còn nhiều thử thách phía trước đã cho thế giới thấy rằng, trong khi phát triển về mặt kinh tế có thể cần thời gian, thì giá trị của sự đoàn kết và lòng nhân ái lại là những phẩm chất không thể đo đếm bằng tiền bạc hay chỉ số phát triển. Những phẩm chất cao quý này hơn bất kỳ thành tựu nào khác là điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt và đáng quý trong mắt bạn bè quốc tế. Trong những giây phút khốn khó, thực sự là cũng không biết nói gì hơn. Là một con dân Việt Nam, tôi tự hào vì dòng máu trong cơ thể của mình, về sự hy sinh đùm bọc đồng bào được gieo mầm qua thế hệ. Nếu có kiếp sau, xin nguyện vẫn được làm con người Việt Nam. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.